Em xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay em vừa cập bến một cái mặt hàng cực kỳ nóng hổi và hiện tại thì rất là nhiều khách hàng đang hỏi hàng, đó chính là cây cừu bảo tiên. Lâu nay thì em có về nhiều lô nhưng mà chưa một lô hàng nào hôm nay là lô hàng có nụ hoa cũng như là cây vừa to vừa rẻ như thế các bác nhá. Đấy ạ, tình trạng cây đây. Em quay cả lô cho mọi người xem. Duy nhất hôm nay 100 cây cừu bảo tiên này em vét được của cái vườn này, người ta xuất giá cực kỳ là rẻ, nên hôm nay một cái giá cực kỳ là sốc đối với các bác. Nếu các bác thích sưu tầm cái dòng cừu bảo tiên của Thái Lan, cái dòng này thì bông hoa của nó rất là thơm, bông to và vòi rất là dài, cây lá xếp đẹp đấy ạ. Cận cảnh thường cây này đều là những cái cây xếp, và hôm nay cây trưởng thành thì nó mới có nụ hoa, chứ bình thường những cái cây mà em bán trước đây thì nó chưa có nụ đâu cả nhà ơi. Và em xin báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Và một chậu sợi cửu bảo tiên ngày hôm nay duy nhất trên mặt hàng lô ngày hôm nay nhé. Và sau lô hàng này không có một cái mặt hàng nào rẻ như thế này nữa đâu ạ. Chỉ có 160.000 đồng một chậu thôi. Các bác mua 2 chậu em tính là 300.000 một đôi, và giá chưa bao gồm tiền phí ship. Cách đây tầm khoảng 2 tháng em có nhập một lô cửu bảo tiên chưa nụ mà đã hơn 200-240 một cây rồi đấy ạ. Hôm nay chỉ có 160.000, giá quá rẻ. Các bác thật là nhanh tay nhé, bởi vì số lượng này tuy là 100 cây thật nhưng mà rất là nhanh hết hàng, bởi vì em thấy là đánh giá lô này rất là rẻ. Đấy ạ, cây mướt đẹp này, bản lá bóng mượt. Đấy, đẹp chưa mọi người? Đẹp lắm mọi người ạ. Em mới nhận hàng mà không thể tin nổi là cái lô này nó lại rẻ và đẹp cỡ thế ạ. Rất là đẹp.